Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một số dòng đen ru nắng. Và đây là cái cây đen ru nắng bà liễu nha cô chú. Hoa này á, cô chú mình nhìn cái lưỡi này nó hơi nhạt đúng không? Tại vì cái hoa này nó đã nở lâu rồi cô chú. Nở tầm khoảng có chừng một tháng rồi nên hoa nó tàn, nó cái lưỡi này nó không có được đậm nữa. Chứ hoa lúc mà nó mới nở tầm khoảng 1-2 tuần thì hoa nó cực kỳ đậm cô chú. Cái lưỡi này rất là đậm, màu tím đậm luôn, rất là đẹp. Đây là bà liễu nha cô chú. Một cái dòng đen ru nắng xưa và nắng thơm, rất là đẹp. Và hoa của nó là cực kỳ thơm nha cô chú, nó có hương thơm. Và hoa của nó thì mùi thơm nó cũng thân thoảng như bên Sudai đó cô chú, rất là thơm. Và cái giá tiền của bà liễu ngày hôm nay á, thì bên cửa hàng bên con đang có hai xay. Một xay là xay lớn á, là sẽ có giá tiền là 200.000 một chậu. Và một xay nhỏ sẽ có giá tiền là 80.000. Và hôm nay thì con sẽ bán combo. Nếu mà cô chú mình mua ba cây nhỏ thì bên cửa hàng bên con sẽ có giá tiền là 201. Giờ là sẽ được giảm 30.000 nha cô chú. Còn cây lớn không có giảm, thì vì cây lớn là cây rất là đẹp rồi, giá rất là mềm. Đây là bà liễu nha cô chú, mặt hoa của nó cực kỳ đẹp luôn. Và bà liễu thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra chậu nhỏ là 80.000 một chậu, cho bên cửa hàng bên con ship từ 3 chậu trở lên. Và giá tiền của 3 chậu là 201. Và cái cây bà liễu lớn á, thì sẽ có giá tiền là 200.000. Mặt hoa như hình nha cô chú, hoa rất là đẹp. Cánh là cánh cong rất là đẹp nha cô chú. Cánh trắng tinh luôn, hoa rất là đẹp. Đây là bà liễu nha cô chú. Một cái dòng đen nắng rất là xiên hoa, cho hoa cực kỳ lâu tàn luôn cô chú. Và hoa rất là bền luôn á, cực kỳ đẹp. Đây là bà liễu, đồng giá 80.000 một chậu. Và 3 chậu sẽ có giá tiền là 201. Và chậu lớn thì 200.000, nó có hai xây khác nhau nha cô chú. Và sau đây sẽ cho cô chú mình xem cái cây lớn đầu tiên. Đây là cái hình cây lớn nè cô chú. Và bà liễu bên con á, là cây là cây từ như vậy trở lên thôi mà, chứ không có cây xấu đâu. Cô chú mình thấy chưa? Chú mình thấy cái mầm tơ nó đang lên không cô chú? Mầm tơ đang lên cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Mầm tơ rất là lực nha cô chú. Cây nào thì nó cũng đang bật mầm hết, và cái mầm của nó cực kỳ lực luôn. Thấy chưa? Và một số thân lớn đã bắt đầu cho hoa, nhưng mà con đã cắt hoa con bỏ rồi thì vì hoa nở lâu. Và đây thì nó vẫn còn một số mắt đang chuẩn bị lên hoa ở cái thân già mới nha cô chú. Nói chung là cái dòng này thì mình cứ treo chỗ nào mà nó nắng nhiều một tí thì sẽ cho hoa là hoa quanh năm luôn á. Đây là dòng bà liễu. Và bà liễu này là một cái dạng hoa rất là đẹp, và nó có hương thơm nha cô chú. Thơm thì nó cũng không thua kém bên Sura gì mấy đâu. Và kích thước của cái giò này á, nếu mà mấy cái thân lớn lớn cô chú, là từ gốc mà lên tới chỗ gần đầu ngọn thì nó kích thước là đang dài tầm khoảng cỡ hơn 50 cm, nó tầm hơn gần 60 đó cô chú. Đây là bà liễu nè. Một số cây nào mà tầm khoảng 40-50 thì nó nhiều thân, còn cây nào mà nó ít thân thì nó sẽ cao. Đây là bà liễu, đồng giá 200.000 một chậu nha cô chú. Xe này là xe lớn, cây là đang lên mầm cực kỳ đẹp luôn, không có chỗ nào để chê được nha cô chú. Và số lượng cây thì cũng không có nhiều, cô chú mình thích dòng nắng đẹp thì cô chú mình cứ nhanh tay sưu tầm thôi. Đây là bà liễu nè, đồng giá là 200.000 một chậu, đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Hàng này là thuần chậu hết rồi. Kích thước cây một số chậu nhiều thân thì tầm khoảng 40-50, còn chậu ít thân thì tầm khoảng 60 cm nha cô chú. Cây rất là đẹp, bản lá cái mầm đang lên cực kỳ khỏe nè. Cái mầm này nó mới lên thêm bằng ngón cái con nè cô chú. Con chăm rất là tốt ha. Đây là bà liễu, đồng giá là 200.000 một chậu. Đây là xây lớn nha cô chú, đồng giá 200. Và đây là cái hình cây chung nè cô chú. Và cái dòng này thì nó về mình cũng chăm tầm khoảng chừng nửa tháng làm đầu sẽ cho hoa được rồi. Xây này là xây chung, con bán đồng giá 80.000 chậu. Cô chú mình mua 3 chậu sẽ có giá tiền là 201 cho 3 chậu. Và cái dòng bà liễu này thì cô chú có thể mình về là mình ghép gỗ là ok nha cô chú. Ghép gỗ, mình ghép vô gỗ vú sữa, hoặc là có thể mình thay chỗ mới để cho cây mình nó phát triển hơn. Thì bà liễu thì kích thước cây thì cũng ngang ngửa nhau thôi. Mầm thì cũng đang lên rất là đẹp cô chú, tất cả đều đã bắt đầu đang xuống rễ. Và kích thước của nó sẽ dao động là tầm khoảng cỡ 25 cm, 25-30. Nó một số mầm tơ đã xuống rễ nè cô chú. Đây là bà liễu, giá tiền của nó cũng rất là rẻ nha cô chú, chỉ với 80.000 một chậu thôi. Và 3 chậu sẽ có giá tiền là 201. Cô chú nào mà mình thích cái dòng hoa thơm thì mình nên sở hữu hoa này. Thơm, rẻ, xiên hoa, lâu tàn, đẹp. Nói chung là tất cả yếu tố đều hội tụ vô cây bà liễu này hết. Rất là đẹp nha cô chú. Bà liễu đó, cây là cây tơ là cực kỳ mập nha cô chú. Nói chung là cây nhỏ này nó cũng không thua kém cây bự nữa nha, tại vì cây bự là giò khủng, còn cây nhỏ thì nó đang lên cực kỳ đẹp luôn cô chú, không có thua kém gì đâu. Cô chú mình nhìn mấy cây nhỏ như vậy nhưng mà cái mầm nó cũng bằng cái mầm bự luôn á, rất là khỏe nha cô chú. Đây là bà liễu nè, đã xuống rễ hết rồi. Cô chú mình thích thì mình cứ nhanh tay mình sưu tầm, tại vì con cũng không có nhiều. Bà liễu thì 80.000 một chậu, combo 3 chậu là 201, còn bà liễu lớn là 200.000 một chậu nha cô chú. Và số thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là bà liễu, mặt hoa cực kỳ đẹp nha cô chú, rất là đẹp.